hôm nay đẹp ghê anh. Wow, đây vui quá nè. Mấy cái quần này vui quá nè. Trời ơi, màu sắc rực rỡ luôn. Thôi đi anh, em nói giỡn thôi chứ. Mấy cái màu này em mà không có em không có tự tin rồi đó. Rồi. Kiếm gương. Không có hả? Nhớ có gương dài dài mà. Gương khu xuống dưới đây nè. Đây nè honey. Miễn sao em có gương là được. Em muốn em phải nhìn thấy nguyên người em nè. Đó như lúc này nè. Ờ đó vô đây coi nè hai đứa. Đó thấy này thấy to hơn không, cái này 50 phải không, cái này 40. Ờ mình lựa được cái quần với cái đầm nữa. Yeah rồi lấy đi. Đây, mấy đầm này cũng hay hay xinh xinh nè. Hey, không có quần sọt cho anh hả? Lục lại gì, bụng mình bự quá trời, lục lại gì? Mua đựng cái gì? Thôi đây. Tấp vô để coi con mua đựng cái gì. Thay thế cái tray kia hả? Được không? Dưới đây nó cũng có nè. Này có 10 đồng. Nè. Cái kia em có 6 đồng 8 mà anh. Cái spin của em có 6 đồng 8 mà. Ừ. Mà để cái này thì nó đẹp hơn. Để thôi khỏi. Mua đi. Cái này đẹp hơn. Ồ, nhiêu tiền? Cũng 10 đồng. Ý, vậy mua cái này đi. Hả? Vậy mua cái này đi. Ừ, mua cái này đi. Coi nó có bị trầy trụa hay bị hư gì không? Không. Ok, vậy rồi mua cái đó đi. Ok. Good. Honey, I'm here. Đây người ta tụ tập, người ta ăn uống với người ta đi bán pháo bông hết trơn, mở đầu xe giống queo. Xuống nào. À, lần đầu tiên mới thấy cái bãi gửi xe. Bãi đầu xe của Lowe's vắng kinh khủng vậy luôn.
cửa không? Hỏi con mình luôn á. Người ta tính đóng cửa rồi mà ta đó. Mà người ta thấy mình tội nghiệp quá ta cho vô. Vô phía bên này hả? Kìa cái bao màu đen đen gì xa xa em thấy kìa. Kìa em về em trồng thử coi nè. Con bích nó trồng cái loại này á. Họ 12 đồng lận. Hèn gì. Rồi đi. Giống que luôn. Nặng không? Hả? Nặng không? Trời ơi, có một bịch cũng bị đặt. Ông chồng tôi. Cái gì vậy? Anh lấy cái xe này em bắt anh mua mấy bịch luôn bây giờ. Giống que là sân banh, giống que. Đâu có, cũng có được mấy chiếc xe chứ bộ giống đâu. Ba chiếc như mình là bốn. Đó, cái nhà của nó đó. Dễ thương luôn. Ba người. Lại với mẹ nè. Lại với mẹ kia. Dễ thương quá à. Giác gì cháy. Dễ thương quá à. Cưng quá. Để coi thử nè. Nhà mới của em á, quanh toàn người ta là nhà riêng á, tối nào cũng bánh á. Ồ vậy hả trời, đúng. Bánh đầy luôn xin trời. Nhưng mà tới khuya chắc khó ngủ lắm á ha. Chị mấy thấy, giờ ngày nay thôi. Chị thấy 12 giờ ta vẫn còn bánh á. Dạ. Ừ, đó, đó coi mình Thành. Không kêu bà. Chạy, 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 chồng chạy. Thấy Thành nó chạy không? Thấy tao phải là đâu có gì đâu. À vậy hả? À, nhưng mà nó rớt đâu? Không thấy, không thấy. Vấn đề là nó rớt cash đâu? À, đấy, chị thử chồng thử coi. Thấy chị chăm đi. Chăm thử. Rồi ok, chồng chăm trước đi. Rồi rồi rồi. Oh. Wow. Ê nó nghe mùi pháo em hả? Ờ. Em chơi đi, tới em chơi đi. Em chơi đi. Dạ. Ôi sao vậy con? Thật cưng quá kìa. Coi bà má nè. Ừ. Wow. Thì nhanh một cái thì chậm. Một... Ủa làm sao chị biết? Cái được, cái được. Oh, wow. Quay, 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 quay. Rất đau vậy. Không biết thôi. Wow. Wow. Không chơi cái này đâu nha. Không chơi cái này nha. Em về không cấm thêm. Chưa 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 nghe xèo xèo mà. Ờ chứ. Anh phải nghe nó xèo xèo á anh. Anh đi cấm, anh đi cấm. Ở bên kia. Ở bên kia đùng đùng luôn. Mình còn nhẹ chán. Ui, anh dạy chưa bán luôn. Ui, hay. Nông. Anh dạy chưa bán tên nha. Đúng. Hơi hướng lên trời. Không kịp quay. Sau khi đốt xong mà nó vậy hả? Nó rớt xuống đất rồi mình đi lụm dục. À. Ngộ ha. Này có lỗ lỗ quá trời nữa. Cái này là cái loại giống nãy. Ờ. Nhưng mà tụi em mua nhỏ hơn. Ờ. Ở đây mẹ mẹ. Hai người đàn ông đi lụm xác pháo. Jerry ơi, đâu có đốt nữa đâu con, mà sao con bịch tay. Đó, thấy thương Jerry không? Jerry sợ pháo hoa nhưng mà thích xem pháo hoa. Nhưng mà sợ đốt phải không? Trời ơi, Thành với anh Gia đi tuốt kia luôn. Ú.
đâu rớt đâu chị không thấy luôn á. À, hay quá ta. Không có sao con yêu. Cherry yêu. Cherry đáng yêu. Thương quá à. Chị có đứa con gái gì cưng lắm. Ra và baby lại đi vô trong đó hết rồi. Tại vì đi lượm xác pháo đó con, lượm mấy cây pháo á. Lát đi xem. 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 Thôi bây giờ là tối rồi mà người ta vẫn còn hả chồng? Chưa dọn nữa. Chỗ này nè. Về ăn em đói bụng rồi coi chi. Nè, người ta coi để mua pháo bông nè. Mình vô coi mình không cần mua được không? Được. Ngại quá. Hả? Nhà hàng xóm à, quay đầu xe đó xin quay đầu đối diện nhà mình hai ông bà hàng xóm cũng xem pháo bông giống mình. Xa xa xung quanh mình cũng có nhiều nhà bắn ha, nhà riêng người ta hay bắn. Mỗi năm mình ở apartment. Ôi. Cái đó kêu tiếng cho dữ vô mà nổ. Họ nổ không dím nhiêu chứ. Wow, đẹp quá. Xung quanh nhà đều bắn hết à. Đẹp quá. Thank you.
5G. Hello. Hello. Help me, help me. Ồ, bán tiếp à? Bên đây nè, giờ bắn đẹp nhất á hông? Bên đây phải mình đó. Nãy giờ bắn nhiều nhất và đẹp nhất. Vô luôn đi. Hả? Chuẩn bị hộp.